Sao rồi, không sao chứ? Không sao, đi thôi. Tôi đã cảnh cáo anh không được làm gì anh ta nữa. Anh có biết là nó thực sự gây ra tổn thất cho công ty L&B, các anh sẽ phải ngồi tù mấy năm nữa? Tôi muốn giúp cậu ta thôi. Anh đang hại anh ấy đó. Cô có tư cách gì nói tôi chứ? Nếu không phải vì cô, cậu ta có đi tù không? Đủ rồi. Không liên quan tới cô ấy. Không liên quan cái gì chứ? Chẳng phải vì cô ấy cậu mới vào tù à? Câm miệng. Đi thôi. Đúng là khốn kiếp. Hậu Ninh, quay lại. Hậu Ninh, quay lại. Cút đi, dừng lại. Hậu Ninh, anh điên rồi à? Đúng, tôi điên rồi. Lý Tuân, tôi bị điên mới ở đây với cậu. Cậu coi đi, cậu nhìn mấy người xung quanh cậu đi. Có ai bình thường không? Bạn học đại học từng thân thiết với cậu, bây giờ chỉ mong cậu không bao giờ ngóc đầu dậy nổi. Còn người này chẳng làm được cái gì nên hồn, chỉ biết xúi giục cậu đi theo con nhỏ này. Đúng là biến thái. Anh nói ai biến thái? Câm miệng. Còn cô nữa, giống như con sao chổi. Cô ta đã ở bên thằng họa sĩ đó từ lâu rồi. Cậu không nhìn ra được à? Cậu nói tôi biết đi. Cậu còn có gì để lưu luyến nữa chứ? Tất cả mọi người đều đáng để tôi lưu luyến, bao gồm cả cậu. Dớ dẫn. Tôi quan trọng với cậu như vậy à? Tôi nói cậu biết, rồi cậu sẽ tìm tới tôi thôi. Cậu sẽ hối hận. Hậu Ninh, để cậu ấy đi đi. Uống nước ấm đi, đừng để bị cảm. Cảm ơn. Cô mới bị cảm đó. Uống đi. Cảm ơn. Thay cái này đi. Thay đồ đi, đừng để bị cảm. Ừ.
Mình sợ cái gì chứ? Thay thì thay. Anh có quần không? Cô mặc quần của tôi có vừa không? Không biết, chưa mặc qua. Ném qua đây đi. Xong chưa? Chắc là khỏi đi, nó rộng quá. Còn ra giường, có muốn thử không? Anh có mấy sấy tóc không? Không có. Tôi không có dùng đồ của con gái mấy cô. Cô đi ngủ đi. Tôi ngủ ở đây, còn anh ngủ ở đâu? Còn 3 tiếng nữa là phải vào làm. Cô cũng muốn về nhà. Tôi ra ngủ tạm bên ngoài. Lấy thêm bộ đồ. Ngủ ngon. Ngủ ngon.